Bao nhiêu số các bác ở đây là dùng bộ lên cơm của ông Khánh rồi thì comment cho ông Khánh chất lượng nào. À, đúng không? Vừa lên vừa đổ cho em Khánh để cung ứng cái sự sống cho cây trồng, để giúp cho cây trồng nó không bị thiếu hụt dinh dưỡng, thì nó sẽ không bị nhả cơm ra ngoài, nó không chuyển tinh bột thành thành đường để cung ứng cho sự sống cho cây nữa. Nên các bác phải đổ cho em Khánh cái thằng Magic ở dưới á, tỷ lệ 1:600, 1:800, ép liên tục. Nếu mà chuẩn bị cắt là phải ép liên tục, nếu mưa nhiều là phải ép, không có cách nào khác nhá, cô dì chú bác nhá, đúng không? Magic phục hồi cây quá tuyệt vời, cảm ơn chị đã rất là nhiều. À, em đã bón bộ lên cơm của anh Khánh rất là ok, cảm ơn bác rất là nhiều. Em vừa đổ, những bác nào vừa đổ lên cơm rồi thì comment chất lượng cho anh Khánh là quá đẳng cấp đúng không? Đúng không? À, thì cái giai đoạn này mà cái giai đoạn mà thiếu lưu huỳnh, thiếu magie là các bác phải để ý dùng anh Khánh. À, có rất là nhiều bà con là cứ giai đoạn lên cơm lấy mỗi bộ lên cơm của anh Khánh là quánh. À, đúng không ạ? Sượng cơm mà còn quánh một phát mà cũng cứ đòi là hết sượng cơm thì đúng là nó rất là khó nhá, có gì chú bác nhá. Vừa lên cơm vừa nặng ký. À, cái này thì được đo đếm và cân đếm thì ông Khánh có rất là nhiều video rồi, đúng không ạ? Các bác đẩy liên tục cho ông Khánh. À, phun men kê trên, có phải là các bác mà phun cái bộ brick cộng với siêu cốt của ông Khánh lên cái bộ lên cơm á, các bác có thấy là trái nó đẹp không? À, lá nó đẹp không? À, siêu cốt đẳng cấp đó. À,